Thời buổi dịch bệnh như hiện nay thì F0 và F1 lẫn lộn với nhau không biết thế nào để phân biệt. Vì vậy việc xịt khuẩn nhà cửa là vô cùng quan trọng, không thể coi thường được. Thông thường thì gia đình tôi hay sử dụng cồn để xịt khuẩn. Nhưng tuy nhiên cồn thì lại hay bám dính vào cửa kính, lại phải mất công một lần nữa lau chùi lại, rất là khó chịu. Rất may gia đình tôi đã biết đến cái sản phẩm X-Micro này. Thì sản phẩm này rất là an toàn cho từ trẻ con đến người già. Nó được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Cho nên là khi xịt vào da tay hay là vào người thì đều rất là mát và không bị bám dính, không bị nhớt tay, nên rất là thích ạ. Mới đầu khi nghe X-Micro có thể diệt được 99,99% virus corona, tôi không tin đâu, vì làm gì có sản phẩm nào lại thần kỳ như thế. Nhưng mà khi hàng ngày Hà Nội ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mà bản thân vẫn luôn khỏe mạnh, tôi mới thấy đây là sự lựa chọn thông minh nhất của bản thân. Xung quanh tôi rất nhiều người bị F0 mà tôi vẫn thấy bình thường. Ban đầu mua tặng mọi người, không ai chịu sử dụng. Khi bây giờ bệnh dịch nhiều người bị F0, tôi mới thấy hiệu quả diệt khuẩn của X-Micro. Mỗi một lần mình xịt cồn kháng khuẩn cho tụi nhỏ nhà mình trước khi đến trường, chúng đều kêu là đau rát và rất là cảm thấy khó chịu khi sử dụng. Từ ngày mình tìm được chai xịt kháng khuẩn hữu cơ X-Micro này, mình cảm thấy các con của mình tự tin hơn rất là nhiều khi sử dụng. Chúng không còn kêu đau rát khi sử dụng sản phẩm nữa và mình cảm thấy tự tin hơn cho con sử dụng cái sản phẩm này khi đến trường. Bởi vì cái sản phẩm X-Micro này làm từ hạt cam, hạt quýt, nó không gây kích ứng, không màu, không mùi, bảo vệ con mình suốt cái thời gian các con ở trường học. Cảm ơn X-Micro. Ngày nào tôi cũng đứng ở đây tiếp xúc hàng trăm người nên bắt buộc phải tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Nếu tôi F0, ai sẽ làm thay tôi bây giờ? Cứ 30 phút tôi lại xịt một lần. Người ra vào tòa nhà tôi đều xịt khuẩn hết. Mọi người chú ý một chút thì dịch bệnh sẽ nhanh hết. Nhà tôi thì không có trẻ nhỏ nhưng mà có bà bầu nên là tôi không dám sử dụng một số cái sản phẩm linh tinh hiện trên bán trên thị trường. Dạo gần đây thì dịch dã rất là tăng, không biết là có thể là đắn đo để chọn được cái sản phẩm nào tốt cho bà bầu. Từ khi biết đến cái sản phẩm X-Micro này thì tôi đã biết được là cái sản phẩm này được chiết xuất từ 100% thiên nhiên và tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Khi mà mẹ đưa con sản phẩm này thì con nghĩ là nó cũng sẽ biết dính, cũng như là có cái mùi cồn rất là nặng và rát tay những sản phẩm xịt cồn thường khác. Nhưng mà nó lại không như vậy. Giống như kiểu rửa tay bằng nước bình thường á, nó không có mùi, cũng không bị rát tay và không dính như chút nào hết. Khi mà mang cái chai này đi học thì con cũng thấy rất là yên tâm khi mà xung quanh các bạn bè đều F0. Là một người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh về thiết bị y tế, thì Trang đã luôn luôn tìm hiểu tất cả các sản phẩm để giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và các khách hàng của mình. Và điều rất là tuyệt vời là thời gian gần đây Trang đã tìm ra một sản phẩm khử khuẩn đến 99,99% tất cả các vi khuẩn và virus xung quanh trên các bề mặt, đặc biệt đó chính là nó là hữu cơ, hoàn toàn không gây kích ứng cho da, không màu, không mùi, không cồn và không clo. Đó chính là X-Micro. Mọi người hãy nhìn nhé, X-Micro có chức năng khử khuẩn đến 99,99% và hoàn toàn không gây kích ứng và độc hại cho da. Chúng ta hãy cùng sử dụng X-Micro.